Tôi đang ở trung tâm thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Xin mến chào các bạn nhé. Tôi vẫn ở tại Xuân Lộc, Thanh Thủy, tại nhà anh Điệp. Và sau khi cắt những cái phôi bóng mát chuyển thành những cây dưới 1 mét thì bây giờ bắt đầu mới ra được cái vườn chính này các bạn nhé. Để sau khi dọn ở phía trong thì anh bắt đầu làm những cây ở đây di chuyển đi, để ở đây anh sẽ xây ngôi nhà mới di chuyển. Và bây giờ thì ra vườn chính này và tôi sẽ ghi hình cũng như là chỉnh sửa cây. Có những cây phải cắt, có những cây thì chỉnh sửa tùy theo vào ở mức độ của cây các bạn nhé. Và các bạn đang theo dõi kênh Bonsai Tiến Sự, nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông để không bỏ lỡ những video mới. Và Tiến Sự xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và bây giờ thì tôi sẽ không làm mất thời gian nữa, sẽ ghi hình. Và hôm nay thứ hai đầu tuần, chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả và thành công. Ở đây thì có khoảng 100 cây. Nghe anh nói là khoảng 100 cây. Những cây, có những cây thì tôi sẽ cắt về mo, có những cây thì tôi sẽ lọc lại răm. Và đầu tiên thì cây này trước để lấy lối đi vào. Để lấy lối đi vào các bạn nhé. Và đây là có một cái thân nó khá dài. Đoạn đầu tiên mình tính cân bề đoạn đầu tiên cho anh đi nhá. Rồi. Đi chú. Đi. Uống thuốc luôn đi. Uống luôn thuốc đi. Uống nước chè này quý vị. Thế là qua cảm uống nước lọc nhá. Ở trong xe có nước lọc ấy. Uống luôn đi, uống luôn. Ở đằng sau ấy. Rồi các bạn nhìn thấy cái thân hoành là nó thẳng từ gốc ra và nó dài quá các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ cắt cái đường thẳng này đi. Đấy cái củ mới đẹp. Nếu mà thành công đoạn trên. Thế đi em đưa anh đi chụp về chụp cho anh yên tâm. Tôi cứ lên chụp của chú ạ. Yên tâm. Cửa tay cắt. Đấy các bạn nhá. Dạ. Đã lắm đấy. Chứ nói hàng trăm năm rồi trên đồi đá đúng không? Chết bụp bụp. Rồi cắt cái nòng pháo đi rồi.
thôi thôi sạch. Bây giờ tôi sẽ cắt cái còn cái thân cao ấy nữa các bạn nhé, cắt tiếp sau đó sẽ tạo đấy. Đâu nào, xin chào dạ nào. À, được, giỏi lắm, giỏi lắm. Cái gì ạ? Đấy, cái nòng pháo chúng tôi đang xử lý thành những cái u. Đây, thêm một chiến sĩ nữa nào. Ông loại đây rồi. Ông loại đây rồi này. Chào. 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 Chào đấy, chào. Chào.
Đây là phu nhân của anh chuyên cưới cây đây này. Chăm sóc cây đấy. Và đây là khuôn viên cây cảnh. Và chuẩn bị anh sẽ di chuyển để xây dựng một ngôi nhà. Vâng, bây giờ các bạn thấy là tôi cắt khá kỹ. Rất già các bạn. Đấy, chỉ cần chơi ít những cái đoạn chun nhũn này thôi. Từ những cái u chun nhũn đó thì lên đây chúng ta lại có những cái u mới. Sau này nó chuyển màu đi. Đây là phương án lần đầu các bạn nhé. Sẽ có những cái điểm có sự thay đổi cho lần 2 bởi vì là một số những cái điểm tôi còn phải chờ mầm. Bước 1 thì chúng ta có thể cải cách như vậy. Quý vị và các bạn theo dõi tôi cắt rụt rịt rất già. Đây là phía trong. Đây nó hơi bên đường nên hơi ồn các bạn. Đây nó còn một chút, cái tay này nó hơi cứng một tí. Tuy nhiên thì tôi vẫn chờ. Nếu không thì sau này sẽ xử lý cái này nó xuống đây để cho nó che đi. Vâng, một cái nòng pháo
rất khủng như các bạn theo dõi. Và đã cắt đi. Cái cành ngọn ở giữa tôi vẫn đang nuôi để cho nó thở các bạn nhé, cho nó to thôi. Còn cái cành kia chỉ là demo thôi. Sau này nó gọn gàng hơn và thu lại một cái chậu bé hơn các bạn nhé, đỡ chiếm diện tích. Và tiến sự xin kết thúc video này ở tại Thanh Thủy, Phú Thọ. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.